Tình trạng ong bốc bay thì không thể tránh được khi mà các bác nuôi ong số lượng đàn lớn nhé. Thì đây chú của em đang xử lý một cái đàn ong mà đang có hiện tượng là bốc bay. Khi gặp những cái trường hợp ong bốc bay như này thì các bác lên nhanh chóng là bắt lại những cái đàn ong đó, bởi vì con chú đã ra ngoài, nó bay ra ngoài, nó đậu một lúc để nó thu quân, sau đó là nó sẽ bốc bay ngay. Thì các bác phải nhanh chóng bắt được hết cái đàn ong đó, bắt được con chúa thì cái đàn ong mới giữ được các bác nhé. Đấy, như chú của em lấy luôn hai cái mũ bảo hộ này để bắt ong luôn. Đây, thực hiện thao tác gạt một phát. Đấy, sau đấy là siết cái dây đai siết ở dưới cái vành mũ lại. Đấy, sau đó thì thả xuống. Đấy, thả xuống cho bố em bên dưới, bố em đỡ này. Thì khi các bác mà muốn giữ cái đàn ong bốc bay này ở lại thì các bác phải chuẩn bị một cái thùng khác, và sau đó là phải đi lấy một cái cầu mà bên trong nó đã có nhộng sẵn thì con chúa nó mới ở. Nó ở thì có những cái con ong thợ kia nó mới ở theo các bác nhé. Đấy, đây là cái thùng nhà em đã chuẩn bị sẵn này, và một cái cầu đã có nhộng nhé. Này, giờ chỉ đến công đoạn là đổ ong vào trong thùng thôi các bác, là xong nhé. Đấy, các bác lấy cái dọ nhốt chúa, các bác nhốt con chúa lại là được các bác nhé.